nhìn cái giếng này quý anh chị thấy kỳ lạ không cái giếng này nước nó tự phun lên luôn ha Ấy, xung quanh này là quý anh chị tao đâu? đâu thấy mặt nước đâu cái giếng này tự nhiên nó tự phun lên luôn à. này nước nhiều chứ không phải là ít đâu nha nhưng à. nhìn dòng nước của nó này quý anh chị đó à. cây sầu riêng này cây sầu riêng hột ha đó. Sầu riêng là sầu riêng ngày xưa anh chị Trái nó ăn Nói chung là không ngọt như sầu riêng đi xấu Hoặc sầu riêng thái Nhưng mà ăn nó có vị rất là khác Bởi vì nó rất là béo ha Nói chung là ăn sầu riêng Em cũng thích cái loại sầu riêng hột này Ăn nó ít ngán hơn Đó. Thì ngày hôm nay em muốn gửi đến quý anh chị cô chú Một cái thửa đất vườn Nó có diện tích là 3 ngàn 500 mét vuông ha và đất của mình là có thổ cư nha quý anh chị đó, đất của mình có thổ cư có 400 thổ cư ha rất là nhiều nha thì địa chỉ ở đây là thuộc à, xã xà bang huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu nhưng mà giáp ranh với à, thị trấn kim long vị trí của mình thì rất là gần hồ kim long không quý chị đi ra hồ kim long thì à, chừng vài trăm mét vua uh, mét là tới thôi đó khu vực của mình thì dân cư người ta hiện hữu hết rồi nè ở và rất là nhiều nhà vườn ở khu vực nha và đặc biệt là phía sau đất của mình là có suối nha quý anh chị suối cũng rất là đẹp và phía sau của mình là người ta làm nhà vườn view suối cũng ở phía sau này cũng khá là đẹp ha đó đường nhựa rất là lớn rồi quý anh chị nào mà quan tâm về đất vườn nhà vườn đó đặc biệt là đất vườn có view suối ha thì đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay nhé tôi là hoàng duy tôi thích gì view chia sẽ tất cả bất động sản đây là sổ của mình ha quý anh chị đó mình thì sổ hồng riêng sổ này đã cấp đổi khu đo đo đạt lại thử đất rồi đó, nên sổ này là sổ mới ha mình có thể công chứng chuyển nhượng bình thường ha quý chị thì chỉ là thuộc xã Sài Bang huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diện tích là 3 tám m2 ha hình thức sử dụng riêng mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm và thời hạn sử dụng là đến năm 2043 ha thì cái sổ này là đã có 480 thổ cư nó cập nhật ở đằng sau trang tư ha quý chị còn đây là trích lục sơ đồ thửa đất của mình thì đất của mình là phía trước thì tiếp giáp với mặt tiền đường nhựa, phía sau là tiếp giáp với suối quý anh chị. Còn đây là cái phần thổ cư của mình là ngày 2 tháng 1 năm 2024 là chuyển mục đích sử dụng 480 mét vuông từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở nông thôn. Đó thuộc thửa đất số 70 tờ bản đồ số 88 theo quyết định của Ủy ban nhân dân ngày 4 tháng 12 năm 2023 ha quý anh chị. Đó thì đất của mình là có 480 mét vuông thổ cư ha. Còn đây là thử đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch thì đất của mình nó có cái nhược điểm là nó bị tóp hậu không quý anh chị. Đó. Phía trước là 81 m mặt tiền. Một cạnh bên hông là à, sâu về đằng sau á là 56 m ha. Hậu đằng sau của mình là 19.2. Đó. Nếu mình cắt vuông vén thì à, À, ngang 19 m sau 19 m thì mình sẽ rồi mấy cái cái góc kia mình cắt phân thành lô nhỏ nữa thì nó sẽ không bị top ha mình có thổ cư rất là nhiều nên cái việc cắt sổ thì nó cũng rất là dễ dàng ha quý anh chị đó rồi bây giờ em mở quy hoạch lên cho quý anh chị xem ha thì đất của mình á, là quy hoạch ra phía trước là hầu hết là quy hoạch đất ở còn khúc phía sau là quy hoạch đất trồng cây lâu năm còn cái khúc suối này là nó vỉa sai trên bản đồ quy hoạch nha quý anh chị đó người ta vỉa sai thôi còn suối nó tiếp giáp với mặt tiền đằng sau đít của mình luôn đó còn đường xá thì xong xuôi rồi mình không có vướng đường nữa ha quý anh chị con đường bên cạnh này nó cũng bị vỉa lem thôi ha đất của mình á, là xung quanh bốn phía có cọc móc rõ ràng rồi một bên là giáp à, với cái nhà bên kia ha còn bên này thì nó có một cái cống nha quý anh chị đó, có một cái đường cống nó ngang cách hai lô đất ra riêng đó còn phía sau thì giáp với suối ha thì đất mình nó ngang là có 81 mét mặt tiền ha 81 mét mặt tiền từ cái phía đằng kia nè quý anh chị đó, phía đằng kia mà đổ lại dài qua bên kia là 80 m à, 1 mét nó sâu vào á sâu vào là em xem sâu vào nhiều sâu vào là 58 m ha nó mà cạnh kia sâu vào là 58 m Nó thì cái chỗ này nè nó lại 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 nó cong theo rồi nó bo về suối quý anh chị cái thế đất suối những cái thế đất ấy thì nói chung là sổ này nó không có vuông vắn lắm Nhưng mà sổ này quý anh chị vẫn tách được và tách ra những cái thử nhỏ để bán lẻ còn giữ lại cái thử đẹp để mình sử dụng ha còn đây đây là vị trí google map của mình thì xung quanh của mình thì nhà cửa cũng khá là đông rồi quý anh chị đó đây là hồ kim long ha nhưng mà ở đất vườn thì chắc chắn là không san sát nhau nha quý anh chị vài chục mét cái nhà vài chục mét cái nhà đó, đường xá thì mình nói chung là đường thông hết đường này ở đây toàn đường nhựa phía sau của mình thì có cái view này cái trục đường này là trục đường liên xã ha. nó liên ra đường nó chạy ra đường sài ban nắng lớn nè quý anh chị đường sài ban lắng lớn nó sẽ chạy về ủy ban nhân dân xã lắng lớn hoặc là ra quốc lộ 56 ha đó thì mình cách trục đường nó tầm khoảng là 600 m thôi đó. từ vị trí thửa đất của mình mà mình đi về quốc lộ 56 tầm khoảng 6 cây ha quý anh chị Đó, Tầm khoảng 6 cây Còn mình ra chợ Kim Long Thị trấn Kim Long thì cũng tầm khoảng 6 cây ha Đó. Mình mà di chuyển về thị trấn Nhảy Giao Thì tầm khoảng 8 đến 9 cây ha quý anh chị Đó là mình đi đường quốc lộ 56B ở bên trong ha Mình đi ngang qua bờ hồ Kim Long nè Đi đường bờ hồ Kim Long nè Rồi bên lên đường láng lớn Kim Long rồi mình sẽ ra đường quốc lộ 56B ở ngay khu vực này ha để mà về thị trấn Ngãi Giao tầm khoảng 8 cây ha quý anh chị đó từ vị trí đất của mình mà về thành phố Bà Rịa thì mất tầm khoảng là 25 cây ha quý anh chị đó còn về biển Vũng Tàu về tới bãi sâu á là tầm khoảng là 50 cây đó từ vị trí thửa đất của mình mà ra quốc lộ 51 thì cũng tầm khoảng là 20 cây ha quý anh chị đó là mình đi đường Sà ban nó lớn, lớn xuống đường hát dịch rồi ra ngay quốc lộ 51 là thuộc ngay chỗ Mỹ Xuân ở khu công nghiệp Mỹ Xuân đó quý anh chị tầm khoảng là 20 cây di chuyển thẳng quốc lộ 51 về thành phố Biên Hòa thì tầm khoảng là 60 cây ha còn lên cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh đi hết cao tốc thì cũng tầm khoảng là 60 cây nha quý anh chị về đường xá thì à, đường này là đường nhựa mà đường nhựa này thì khá là đẹp luôn đường nhựa này thì khỏi phải chê rồi đó khu vực à, Bà Rịa Vũng Tàu mà năm từ năm ngoái tới năm nay người ta làm đường tất cả các con đường nhựa nó đều à 7 m trở lên nha quý anh chị. Đó. Nói chung là lòng lề đường thì tầm khoảng là 6 m đó, nhưng mà ra bên à, qua bên hông nó cống rồi nữa tầm khoảng là hơn 7 m ha. Đường rất là rộng luôn, đường hai ô tô ní nhau thoải mái luôn quý anh chị. Cái đường này thiếu cái tim vàng nữa là thành đường liên xã thôi. Đường liên xã nó cũng rộng hơn một xíu thôi, nó cũng không rộng hơn mấy đâu. Nha còn điện đài internet thì mình đầy đủ ha khu vực của mình có điện internet nè còn về dân cư thì ở đây thì nhà cửa nè cứ để rác rằng Để rác à, dần lên trên ha đó còn đất của mình cái thế đất thì phía trước thì nó vào tầm khoảng là hai chục mét nó bằng đường còn nó ra phía sau thì nó cứ lại 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 dần về suối thế đất có suối mà quý anh chị ha đất của mình thì đất mình thì đất sỏi đỏ ha quý anh chị sỏi trên mặt này đây thổ nhựa nó như thế này không anh chị đó sỏi trên mặt con đất thì hiện tại đang trồng sầu riêng con nè sầu riêng này trồng tầm khoảng chắc mấy tháng gần năm thôi trồng đủ đủ nữa chủ đi hệ thống tưới béc tưới tự động nè trên đất thì hiện tại trái cây thì mình có sầu riêng nè sầu riêng thì với hai cây mang cục ha quý anh chị mang cục cũng cho trái rồi này mang cục ra ha cho trái hết trơn rồi à, phía sầu hoa gì mà đẹp quá em ra phía đằng sau tôi gặp đất này thế đất thì chủ làm nhiều cái rãnh để thoát nước các quý anh chị thành ra mùa mưa xuống nó cũng nhẹt 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 nhạt nhẹ. như này chủ môi moi mấy cái rãnh để thoát nước này nè đó trời ơi phía sau đẹp quá wow hoa gì cũng chả biết nữa nhưng mà công nhận là đẹp thật hoa này em nghĩ là hoa dạy quá Đó, bây giờ ra phía sau của mình ha suối nè bên kia thì có nhà vườn hả huynh chạy nó bên kia có nhà vườn nhà vườn của người ta ở bên đó ha đó. suối mình là suối đá nha suối này là nước chảy quanh năm áo huynh chạy ha giờ mình có thể cải tạo đằng sau phát quang ra này suối của mình đây ha khá là đẹp luôn đó mặt tiền suối của mình thì được tầm khoảng là mười mấy mét nha quý anh chị thì sau có cây sung của người ta nè này người ta trước người ta cũng làm cái view phía sau của anh chị đó khá là đẹp rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn phần ly cam từ trên cao ha rồi đây là những hình ảnh cam từ trên cao không anh chị phía dưới là toàn bộ là đất của mình ha Rồi em sẽ lên cao không anh chị Ranh giới của mình đi xung quanh thì đã có ranh giới rồi nó tiếp giáp với suối Xung quanh và tiếp giáp với đường ha bên cạnh à, bên à, trái của mình thì nó cũng có nhà vườn ha quý anh chị. Đằng sau của mình người ta cũng làm nhà vườn luôn. Đó nhà cửa khu vực mình thì nó như vậy nha quý anh chị. Đó, hiện hữu hết rồi, người ta ở cũng hiện hữu hết rồi. Nhưng mà không có đông đúc lắm ha. hồ kim long ở phía trước mặt mình hả quýnh chị rồi từ vị trí thử đất em sẽ di chuyển xung quanh khu vực ha để cho quýnh chị tiện hình dung trên cái trục đường của mình đường xá rất là rộng rãi luôn Thì trước mặt mình là một cái trục đường gọi là liên xã kết nối giữa hai xã Sà Bang và Kim Long ha nó có thể chạy về Sà Bang lớn lớn hoặc là ra quốc lộ 56B Đó, chạy hướng này tầm khoảng là vài trăm mét là mình ra đường Sà Bang lớn lớn ha và hướng này là mình về quốc lộ 56B về hồ Kim Long thì những cái thử đất view suối thì hầu hết là người ta đã mua sử dụng để làm view quý anh chị ở đây thì vùng Trung Nam Bộ này thì suối thì nói về suối thì nó cũng khá là hiếm khá là ít và khá là ít cái dòng suối mà nó đẹp như thế này đó những cái dòng suối như thế này thì rất là phù hợp mình để làm view ha quý anh chị nó về cải tạo lại thì rất là đẹp luôn nha thì hiện tại chủ đang rao cái thửa đất này với cái giá là 4 tỷ năm và cái giá này là cái giá còn thương lượng ha quý anh chị cho miếng đất 3.500 mét vuông có 480 mét thổ cư có suối ha quý anh chị nào mà quan tâm thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em để cung cấp đầy đủ thông tin ha quý anh chị nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật mới nhất về đất đai tình hình bất đai bất động sản ở khu vực này ha và cuối cùng em muốn xin kết thúc video tại đây đến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cô chủ ở những video tiếp theo.